Xin chào quý vị và các bạn. Đây là một trong số những cái bông hoa mà có kích thước đường kính bông rất là lớn. Và những cái bông hoa mà đường kính lớn như thế này thì nó phụ thuộc vào giống. Và thường thường thì là đường kính nó sẽ từ 10 và 12cm. Đối với cái bông hoa ở đây được chăm sóc rất là tốt. Và nếu như mình không có thước ở đây, nếu như một bông hoa này mình đo thì có lẽ là nó rơi vào tầm khoảng 15cm. Và mình nói vui là to bằng cái nồi cơm điện. Thú thực là bằng nồi cơm điện thì không có. Còn bằng tương đương với một khuôn mặt của một người thì có. Và nếu như cái video hôm trước mình có giới thiệu là bông hồng to bằng cái mũ, thì chắc chắn là sẽ có một ngày mình sẽ chụp cho các bạn to y như cái mũ. Và thực tế thì những cái bông hoa ở đây thì cũng khá là to, nó cũng không kém gì những cái mũ mà các bạn đội đâu. Đây là một trong số những cái giống hoa hồng mà kích thước bông to. Và đây là một giống hoa hồng cổ của Trung Quốc. Nó có một cái màu cam và đường kính thì rất là to, ngay cả cái lá của nó cũng rất là to. Thú thực với tất cả các bạn là mình cũng không phải ghét các bạn Trung Quốc, mà hoa hồng màu cam như thế này thì bông rất là to và nó cũng có mùi thơm. Nhưng mà mình cũng không có cảm tình với một cái bông hoa cánh nó cũng kiểu nó đơn giản như thế này. Còn thật ra là những cái giống hoa hồng của Việt Nam, ví dụ như là hồng leo của Hải Phòng, của Sơn La, thì mình thấy nó còn đặc biệt hơn nhiều. Giống hoa hồng cổ Trung Quốc thì hiện nay có thể nói là ở Việt Nam là một trong những cái giống mà có kích thước bông hoa lớn nhất. Ngoài ra thì một số những cái loại hoa hồng ngoại khác, ví dụ như Codex Jubilee hoặc Double Delight hoặc một số những cái loại khác, thì nếu như được chăm tốt thì nó cũng không kém những cái bông hoa giống hoa hồng cổ Trung Quốc như các bạn đang xem ở đây. Giống hoa hồng cổ Trung Quốc hiện nay thì phải nói là được du nhập rất là nhiều. Và cái quan điểm của mình là mình cảm thấy mình không thích, nhưng mà có nhiều bạn thì lại rất là thích những cái bông hoa hồng cổ Trung Quốc như thế này. Điều các bạn thích ở nó ấy, thứ nhất là nó có một cái nụ rất là to và nó có cái kích thước bông rất là lớn. Nhiều khi là một cây mà các bạn chăm được từ 5 đến 10 bông thì nó rất là rực rỡ. Và cái giống hồng cổ Trung Quốc này thì ở Việt Nam có nhiều bạn đã mua được những cái cây hoa hồng Chiro thân gỗ. Chiro thân gỗ thì hồng của Trung Quốc ấy, thì người ta ghép vào một cái cây hồng rừng mà thường thường ấy là cái kích thước thân nó có thể to bằng cổ tay. Và những cái cây Chiro này thì bán giá khá là cao, có nhiều chỗ bán giá từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu một cây. Còn video mình đang quay cho các bạn ở đây là những cây bụi. Và mình sẽ chuyển qua một số những cái giống hoa khác. Và nếu như các bạn đã trồng Juliet, bông hồng Triều Đô, thì khi mà các bạn nhìn thấy cái bông hoa này là các bạn sẽ liên tưởng ngay tới bông hồng Juliet. Cái bông hồng các bạn đang xem ở đây thì cái form hoa cũng như là cách xếp cánh cũng như là cái cách nở của nó giống 100% bông hồng Juliet Triệu Đô. Và cái loại hoa này có tên là Tajali, rất là đẹp, form hoa cực kỳ xoáy và cách xếp cánh của nó rất là đẹp. Tuy nhiên để so sánh với bông hồng Triệu Đô thì cái màu này nó cũng chưa là gì, và bông hồng Triệu Đô thì vẫn đẹp hơn. Tuy nhiên thì bông hồng này rất là tuyệt vời. Cái đường kính của bông hoa này thì nó không to, mà trung bình thì nó bằng bông Juliet thì từ 8 cho đến 12cm là có thể đạt tới cái điểm cực đại rồi. Và nếu như các bạn có theo dõi những cái video trước của mình đăng ấy, thì các bạn nhìn cái form hoa này nó cũng khá là giống một cái bông hồng hoa có màu cam, đó là Flamingo. Flamingo cũng có form cánh nó tương tự như thế này, nhưng mà cái loại Tajali này form cánh nó cụp hơn nhiều so với những cái bông Flamingo. Và tất nhiên rồi, mình sẽ quay cho các bạn xem những bông hoa hồng Triệu Đô. Nó ở thời điểm này thì form hoa nó cũng khá là đẹp. Tuy nhiên thì video này thì mình quay cho các bạn xem thì nó không phải là ở cái lúc thời điểm đẹp nhất. Và bông hồng Triệu Đô nó vẫn
đứng ở vị trí hàng đầu với cái tên bông hồng triệu đô. Trước đây thì có một cái bài viết ở trên mạng, đó là cái ngày ngày mới đầu bông hồng triệu đô được nhà nghiên cứu David Austin ra mắt ở cộng đồng thế giới. Và một bó hoa bông hồng triệu đô có trị giá là tính ra tiền Việt Nam là 350 triệu hay là 350 tỷ gì đó, mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà tức là cái bông hồng triệu đô được nhiều người đặt tên và gọi tên là bông hồng triệu đô từ đó. Bông hồng triệu đô thì ở Việt Nam cách đây những cái năm đầu tiên mới về thì nó rất là đắt. Ví dụ một cây như các bạn đang xem ở đây, những cái ngày năm đầu tiên nó mới về thì có thể giá nó hơn 1 triệu. Và thật ra là nhiều bạn còn không mua được cái giá 1 triệu vì nó không phổ biến. Và ở thời điểm hiện tại đây thì bông hồng triệu đô nó không còn giá trị nhiều và nó không còn phải là triệu đô. Tuy nhiên thì nó vẫn là một cái danh tiếng, đó là bông hồng triệu đô. Nếu như một cái cây này tại Việt Nam ở cái thời điểm hiện tại thì giá nó rất là rẻ, nó chỉ từ 250 cho đến 300.000 thôi. Giá nó rất là hợp lý. Và thú thực với tất cả các bạn là những cái bông hồng triệu đô này nó rất là đẹp và nó rất là đặc biệt. Bông hồng mang tên Juliet tuyệt vời. Và chắc chắn là nhiều bạn ở thời điểm này đã có, chỉ có một số các bạn chưa được tận mắt và các bạn cũng chưa có thể mua được cái cây bông hồng triệu đô này. Thì hy vọng sắp tới thì có thể các bạn sẽ tìm kiếm mua cho mình một em Juliet bông hồng triệu đô. Tiếp theo thì mình sẽ quay cho các bạn một số những loại khác mà kích thước bông khá là lớn. Và nếu như ở video này, nếu như các bạn đã trồng và các bạn chưa biết bông hồng các bạn đang trồng tên nó là gì thì mình sẽ nói cho các bạn biết. Đây là một bông hồng Jubilee. Một bông hồng Jubilee. Nếu như một bông hồng Jubilee chăm sóc tốt thì kích thước bông có thể đạt tới 12-13 cm. Form cánh rất dày, màu rất tuyệt vời. Và đây là một bông hồng Miranda. Miranda cũng vậy, kích thước bông rất là to, form cánh xoáy. Và một bông hồng Miranda có kích thước cực đại cũng có thể đạt từ 12-13 cm. Hoa rất là thơm, lâu tàn, dài hoa, tuyệt vời. Miranda, một giống hồng nhập ngoại mà hiện nay ở Việt Nam nhiều bạn đang trồng. Ở cái thời điểm này ấy, thì nếu như các bạn muốn những cái bông hoa hồng to thì các bạn cần phải bón ở cái thời điểm lúc nó mới bắt đầu có nụ nhỏ. Nếu như ở cái thời điểm nụ nhỏ các bạn bón thêm một chút phân vô cơ, nhưng mà chỉ ở thời điểm mùa đông này thôi các bạn nhé. Thời điểm mùa đông này nó phát triển rất là mạnh. Và thời điểm mùa đông này thì thời tiết nó mát mẻ, các bạn có thể bón một chút phân vô cơ. Ví dụ như phân ba màu, các bạn bón ở cái thời điểm lúc đang bắt đầu có nụ nhỏ thì các bạn sẽ có được những cái bông hoa mà có màu sắc rực rỡ và nó nhiều cánh, cũng như là sẽ đạt được cái được đường kính kích thước bông lớn nhất. Còn nếu như ở cái thời tiết mùa hè mà các bạn bón phân vô cơ thì mình tin chắc các bạn sẽ không có được những cây hoa hồng đẹp và có thể dẫn đến chết nếu như các bạn bón quá tay. Ở thời điểm mùa hè nó rất là khắc nghiệt, và nếu như bón phân vô cơ ấy, nó sẽ làm cho đất của các bạn chai cứng. Và nếu như các bạn tưới nước ấy, nó mất nước rất là nhanh. Các bạn tưới nước nhiều khi là nó không thấm vào đất mà nó sẽ trượt đi hết, nó trôi hết xuống dưới đất, trôi hết xuống dưới nền chậu. Nên là các bạn lưu ý ở cái thời điểm bón phân vào mùa đông này cho nó hợp lý. Đây là một bông Abraham, hoa hồng leo. Abraham thì kích thước đường kính bông khá là lớn và có mùi thơm tuyệt vời. Tiếp theo đây là một giống hồng kích thước bông rất là lớn và cũng có thể đạt tới 13 cm, chỉ về mùa đông thôi. Bởi vì mùa hè thì thường là cánh hoa nó sẽ xếp không dày. Bông hoa hồng các bạn vừa xem đó là Alexandra of Kent. Còn đây là bông hồng Miranda.
Miranda có một màu hồng phấn rất là đẹp. Và nhiều bạn ở trong Sài Gòn thì các bạn chăm sẽ không được như ở miền Bắc. Hiện tại thì ở miền Bắc nhiệt độ trung bình từ 16 cho đến 20, 25 độ. Và đây là một bông hoa hồng có màu sắc chen kẽ nhau, tem Chetmon. Một cái bông hồng này về Việt Nam cách đây khoảng 2 năm. Và thường thì nhiều bạn sẽ không có cái loại hoa hồng tem Chetmon này, bởi vì nó khá là khó chăm sóc. Về mùa hè thì nó phát triển cực kỳ kém, và nếu như mà các bạn chăm không tốt thì nó sẽ chết ngay. Nên là giống hồng tem Chetmon này ở Việt Nam không có nhiều. Hoa hồng tem Chetmon ấy, nó đặc biệt ở một chỗ, đó là trên cùng một bông hoa, và nó sẽ có những cái cánh hoa màu vàng, và nó sẽ kèm theo những cái cánh hoa có màu đỏ. Và thậm chí có nhiều bông nó còn có một hẳn một cái màu đỏ. Cái này thì phụ thuộc vào thời tiết. Nhiều khi các bạn có thể mua được cây giống, nhưng khi về các bạn chăm nó sẽ không được như cái lúc mà các bạn đang xem cái video này. Bởi vì nó phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Kể cả những cái bông hoa hồng mà có cái form cánh cũng như là màu sắc đậm như thế này thì nó phụ thuộc vào thời tiết cực kỳ nhiều. Nếu như mùa hè đường kính và kích thước của một bông hoa Alexandra Ken mà như các bạn đang xem ở đây thì có thể nói là nó khác hẳn. Và nhiều khi so sánh mùa đông và mùa hè thì có khi mình cũng không nhận ra chính là nó. Chỉ về mùa đông thôi thì cái form cánh nó xếp rất là dày. Có thể nói là mùa đông ở miền Bắc là một cái mùa đông có thể so sánh với nhiều nước ở bên nước ngoài mà chăm sóc được những cái bông hoa hồng đẹp. Nếu như ở thời tiết mà lạnh quá, nhiều nước ở trên thế giới thì lạnh xuống 0 độ C thì hoa nó cũng không được đẹp. Còn nhiệt độ mà trung bình từ 16 cho đến 22 độ C là một trong những cái điều kiện lý tưởng nhất để các bạn chăm được những cái bông hoa hồng mà form cánh cũng như là màu sắc và cái độ kích thước bông nó to nhất. Và đây là một trong số những cái loại hoa hồng phổ biến tại Việt Nam mà nhiều bạn đang trồng. Chắc là các bạn đã nhận ra đây là bông hồng tố nữ. Tố nữ thì nó rất là sai hoa và rực rỡ, lúc nào cũng rực rỡ, có một cái màu đỏ rất là tuyệt vời. Và hồng tố nữ thì giá thành nó rất là rẻ, và các bạn có thể mua cho các bạn những cái cây hoa hồng tố nữ giá chỉ từ 250 cho đến 300.000 là các bạn đã có một cây rất là to rồi. Và xin mời tất cả các bạn cùng ngắm nhìn những cái bông hoa rất là đẹp mà mình đã quay trong ngày hôm nay. Và các bạn xem video thì cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày mai.